Chào mừng anh chị đến với kênh của xe đạp toàn cầu. Trong video này em giới thiệu tới anh chị mẫu xe đạp địa hình của hãng xe đạp VVT model 26F2. Vâng, đối với dòng model F2 thì có model 24F2 và đây là những chiếc xe đạp model 26F2. 26F2 thì với cỡ bánh là 26 inch, còn 24F2 là cỡ bánh 24 inch anh chị nhé. Thì đối với dòng xe đạp địa hình VVT F2 thì hiện tại nhà máy đang sản xuất có 4 màu, có màu đen đỏ, màu đen xanh, màu đen xanh lá và màu đen ghi. Xe 24 và xe 26 thì màu giống nhau. Và đây là những chiếc xe đạp cỡ bánh 26 inch với thiết kế khung nhôm bằng nhôm và bộ truyền động Shimano. Thì ngay bây giờ em sẽ lấy một chiếc em review thông số kỹ thuật chi tiết về chiếc xe đạp VVT 26F2 này và anh chị cùng xem. Vâng, đây là chiếc xe đạp địa hình VVT 26F2 cỡ bánh 26 inch thì phù hợp với lại người dùng có chiều cao từ 1m55 trở lên. Xe với thiết kế khung nhôm phuộc giảm sóc, vành nhôm chém gió và sử dụng rút Shimano 21 tốc độ. Vâng, đối với dòng xe nhôm và thiết kế dây cáp ong vuông này thì rất là đẹp. Chất sơn có vẻ là sơn lì rất là phải màu. VVT 26F2. Xe thì đang được trang bị một cặp vành chém gió, vành nhôm này. Vành này thì cao 4cm. Mayer thì bằng nhôm màu vàng. Cái cặp Mayer này thì rất là xịn anh chị nha. Rất là tốt luôn. Với cái bi bạc đạn anh chị có thể thấy này, xe này chạy bi bạc đạn thì khi sử dụng bi bạc đạn này thì rất là trơn trớn và độ bền rất là cao. Bánh trước thì sử dụng trục tháo lắp nhanh này, trục tháo lắp nhanh cùng với lại hệ thống phanh đĩa của hãng Tonly. Xe này thì đang được lắp một cặp lốp cũng rất là xịn luôn của hãng Chaozha. Cặp lốp này có thông số là 26 x 1.95. Lốp với gai đều mịn này thì chạy mọi địa hình rất là êm, cùng phụ giảm sóc. Tay lái dạng thẳng, có sẵn tay sừng. Và tiếp theo như em cũng chia sẻ với anh chị, đó là chiếc xe đạp này đang sử dụng group Shimano với tay đề số Shimano EF500, gạt đĩa 3 số và gạt lip là 7 số, và xe này có 21 tốc độ. Với gạt đĩa là Shimano Touray TZ và gạt lip cũng là Shimano Touray TZ, rất là đồng bộ. Lip đang sử dụng 7 lip của hãng DTO. Lip này 1428T, 1428T tức là 18 răng và 28 răng. Bộ đùi đĩa này bằng thép bọc nhựa rất là đẹp và bền, có chắn đĩa. Trục giữa này thì cũng được nhà máy trang bị một bộ trục chạy bi bạc đạn anh chị nha. Toàn bộ chiếc xe đạp này là chạy bi bạc đạn hết, cho rất trơn và trớn và đẹp. Vâng, đây là VVT 26F2. Xe nhôm group Shimano 21 tốc độ, vành chém gió. Đây là màu đen đỏ. Tiếp theo em sẽ lấy những màu còn lại và review cảnh chi tiết để anh chị xem các màu sắc tổng thể dễ hơn. VVT 26F2 màu đen xanh. Vâng, phối màu có thêm một chút màu cam nữa, xe rất là nổi. Khung nhôm, vành nhôm phuộc giảm sóc, xe này chạy bi bạc đạn với rút Shimano 21 tốc độ. Vâng, đối với cùng một model thì các hãng xe bao giờ cũng sản xuất cùng một cấu hình, chỉ khác nhau màu sắc thôi ạ. Vâng, tiếp theo em giới thiệu tới anh chị đó là màu đen xanh lá. Vâng, màu đen xanh lá này thì nhìn rất là nổi luôn. Rất là nổi và đẹp. VVT 26F2. Xe nhôm 26. Và trang bị group Shimano 21 tốc độ.
Và màu cuối cùng em giới thiệu tới anh chị về model VPT 26F2 này, đó chính là màu đen ghi. Cái màu này thì nhìn rất là khỏe màu, nam tính, nhìn xe rất khỏe màu, chắc chắn luôn, với thiết kế khung nhôm 21 tốc độ vành nhôm chắn gió. Còn đối với các hãng VPT thì hãng này sản xuất rất là nhiều chủng loại, có xe đua, xe touring, xe địa hình và có nhiều model khác nhau, từ cửa bánh 20, 24, 26, cửa bánh 700 với nhiều cấu hình khác nhau, từ khung thép, khung nhôm, phù hợp với lại rất là nhiều nhu cầu của người dùng và nhiều lứa tuổi cũng như chiều cao của người dùng. Vâng, cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo từ kênh Xe Đạp Toàn Cầu.